Ngứa lắm anh chị ạ. Ngứa cả da người luôn, ngứa khắp cơ thể, chỗ nào cũng ngứa. Rồi da đầu ngứa, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều ngứa, mẩn ngứa khắp người. Đấy là dấu hiệu của viêm gan. Vậy thì ngoài ra còn những cái triệu chứng gì nữa? Chúng ta đau hạ sườn phải, hơi thở chúng ta không được thơm, chúng ta thường xuyên nôn khan, dẫn đến là vàng da, vàng mắt, là chúng ta dấu hiệu của viêm gan. Từ viêm gan mà chuyển sang mạn tính rất là gần. Vậy thì khi chúng ta mà bị viêm gan mạn tính rồi là do chức năng gan của anh em mình bị suy giảm, do chúng ta ăn uống không khoa học, do chúng ta thường xuyên đi liên hoan, đúng không ạ? Bản thân tôi cũng là người thường xuyên đi liên hoan, dẫn đến là chức năng gan chúng ta suy giảm. Vậy thì khi chúng ta bị viêm gan thì chúng ta có những cái biểu hiện như thế nào? Chúng ta thường xuyên có cái dấu hiệu đau hạ sườn phải. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là chúng ta bị ngứa khắp người, mẩn ngứa mề đay, mẩn ngứa khắp người, thậm chí có những người mà bị mụn ở trên vùng lưng, ở trên khuôn mặt chúng ta. Đấy, một nguyên nhân nữa là chúng ta bị dấu hiệu là vàng da, đúng không? Da vàng rồi là vàng cả mắt nữa, là cũng là nguyên nhân viêm gan. Vậy thì có những người mà có cái dấu hiệu là nôn khan nữa anh chị ạ. Chúng ta nôn khan, đấy là dấu hiệu viêm gan nữa. Hơi thở chúng ta không được thơm, đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta bị viêm gan. Vậy thì khi chúng ta cải thiện tình trạng mà vàng da mẩn ngứa, viêm gan như thế nào cho đúng cái quy trình của nó, thì ở đây tôi đã bào chế những cái ấm thảo dược mà giải độc gan ở đây, giải độc thận, giúp chúng ta là lưu thông khí huyết, làm sạch máu huyết và bổ gan, thải độc gan và bổ thận. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Khi mọi người nhận được cái ấm thảo dược này về, mọi người cho vào trong cái ấm, sau đó là tráng qua nước lạnh cho tôi 1 đến 2 lần nhé anh chị nhé. Tiếp tục là cho thêm 1,5 lít nước nữa vào và đun sôi nhỏ lửa cho tôi trong vòng gì ạ? 15 phút và tắt bếp để giảm nhiệt độ. Sử dụng cho tôi một ngày 3 lần uống, mỗi lần 300 ml nước nguyên liệu thảo dược làm mát gan giải độc này của tôi. Và cần kiêng cho tôi rượu, bia, chua cay trong suốt quá trình mà sử dụng thảo dược này của tôi nhé anh chị nhé. Cái lộ trình mà giải độc gan ấy, 3 ngày một ấm này, và 1 tháng thì anh chị uống cho tôi 10 ấm này để giải độc gan thận nha anh chị nhé. Cải thiện tình trạng là chức năng gan chúng ta suy giảm. Và đặc biệt ở đây nhá anh chị này, lưu ý cho tôi này. Chúng ta đang bị viêm gan, nếu chúng ta cố gắng chịu đựng, nó sẽ chuyển sang viêm gan mãn tính. Mà đã viêm gan mãn tính rồi thì nó sẽ gì ạ? Bước sang giai đoạn là suy gan hoặc là xơ gan. Lúc đó là chúng ta không thể chữa được anh chị nhé. Ok, một ấm thảo dược này thì chúng ta có thể là gì ạ? Nấu sắc lên uống cho tôi 3 ngày, tức là 3 lần sắc, tương đương đến 4 đến 5 lít nước để giải độc gan, giải độc thận. Anh chị có thể liên hệ đặt mua thảo dược này qua số điện thoại 0918 727286 để sử dụng thảo dược giải độc mát gan, thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể nhé anh chị nhé. Một ấm này này tôi đang bán giá 100.000. Tuy nhiên ở trong video này thì tôi giảm giá sâu cho anh chị, còn 50.000 một ấm thảo dược này nhé. Cách sử dụng thì tôi đã hướng dẫn ở trên rồi, để giải độc mát gan, thanh nhiệt, giải độc.